Hoa thần vũ, nam thần hàng đầu bị khui đã có còn một tuổi với Trương Bích Thần. Mới đây, khi vụ việc của trịnh sản còn chưa hạ nhiệt, thì cư dân mạng lại xôn xao trước thông tin về việc một nam thần hàng đầu làng giải trí hoa ngữ đã có còn một tuổi. Cụ thể, một blogger nổi tiếng xứ Trung đăng tải thông tin, ngôi sao hàng đầu có 30 triệu fans và nữ minh tinh đã bí mật sinh con ở nước ngoài. Thông tin này lập tức khiến cư dân mạng hoang mang và bắt đầu lùng sụt hai nhân vật chính. Với thông tin ngôi sao hàng đầu sở hữu 30 triệu fans, người theo dõi trên Weibo cá nhân có thể điểm mặt nhiều tài tử nổi tiếng xứ Trung như Đặng Luân, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn, Lưu Hạo Nhiên. Ngoài ra, người được cư dân mạng nói tới nhiều nhất không ai khác chính là nam thần Chu Nhất Long. Bởi lẽ, thời gian trước trên mạng cũng xuất hiện thông tin về việc Chu Nhất Long thực chất đã bí mật kết hôn và sinh con. Thời điểm đó, phía Chu Nhất Long đã phủ nhận và yêu cầu mọi người ngừng lan truyền thông tin giả mạo. Tuy nhiên không lâu sau, một blogger khác lại tiết lộ hai nhân vật chính được nhắc đến trong tin đồn, chính là Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần. Trong một đoạn tin nhắn được đăng tải có nói, Trương Bích Thần để con nhập hộ khẩu, bố của đứa trẻ là Hoa Thần Vũ. Điều này khiến không ít người bất ngờ vì chưa ai từng nghĩ đến việc Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần ở bên nhau. Người này còn khẳng định Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần đã bên nhau 2 năm. Gần đây, nữ ca sĩ họ Trương bí mật sinh con trai ở nước ngoài, tên tiếng Anh là Pepper. Thông tin từ các blogger còn chỉ đích danh nam ca sĩ Hoa Thần Vũ hôm nay đi làm giấy nhập khẩu cho con trai vừa tròn một tuổi. Nhiều cư dân mạng bày tỏ nghi ngờ trước tính xác thực của tin đồn bởi cả hai nghệ sĩ trên đều là những người kính tiếng đời tư. Ngay sau đó, một video cũ ghi lại hình ảnh thân thiết của Hoa Thần Vũ, Trương Bích Thần trong hậu trường, một chương trình âm nhạc hot trở lại, như khẳng định tin đồn trên là sự thật. Cho đến nay, phòng làm việc của hai nghệ sĩ đều chưa lên tiếng về những ồn ào trên mạng. Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần vướng tin đồn hẹn hò. Họ từng bị khui ra nhiều lần mặc đồ đôi, những lần hợp tác đều rất ăn ý và những điều này đều khiến cho dân tình nghi ngờ. Tuy nhiên hiện nay thì người trong cuộc vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức, pha hâm mộ đều đang rất hoang mang không biết thực hư như thế nào. Hoa Thần Vũ sinh năm 1990, được biết đến như thiên tài âm nhạc trẻ của Trung Quốc. Anh là ca sĩ đoạt quán quân toàn quốc cuộc thi Superboy năm 2013 và chính thức bước thân vào showbiz từ đó. Những năm gần đây, nam ca sĩ chính x Hoa Thần Vũ được biết đến như một hiện tượng kỳ tích của âm nhạc hoa ngữ. Ngoài danh xưng quỹ tài âm nhạc 9X, ca sĩ hát live như nút đĩa, ngôi sao gây bão truyền thông và thiên tài cải biên ca khúc đều dành cho Hoa Thần Vũ. Hoa Thần Vũ trở thành ca sĩ 9X đầu tiên tổ chức hòa nhà cá nhân tại sân vận động Tổ Chim với kỷ lục khán giả hai đêm liên tiếp, mỗi đêm 90.000 người. Đêm đầu tiên bán sạch 30.000 chỉ trong vòng 3 giây, đưa anh lên hàng top những ca sĩ có sức ảnh hưởng nhất Cbiz. Chưa hết, Hoa Thần Vũ còn được sinh ra trong một gia đình giàu có khi bố anh là Hoa Phúc Khuê. Ông là chủ tịch tập đoàn vàng bạc đá quý lớn nhất tỉnh Hồ Bắc, doanh thu mỗi năm lên đến 1,8 tỷ nhân dân tệ, tương đương 6.200 tỷ Việt Nam đồng. Chiếc siêu xe Lamborghini của Hoa Thần Vũ có giá hơn 30 tỷ Việt Nam đồng. Hiện tại, anh là ca sĩ Kim Cương với số tiền cách xê khủng bậc nhất Sibis. Trương Bích Thần sinh năm 1989 tại Thiên Tân, Trung Quốc, hơn bạn trai tên đồn 1 tuổi. Năm 2012, cô chiến thắng cuộc thi K-pop World Festival và từng gia nhập nhóm nhạc nữ Sunny Days hoạt động tại Hàn Quốc. Năm 2014, Trương Bích Thần về nước tham gia và đạt quán quân The Voice of China. Những ca khúc đánh dấu tên tuổi của mỹ nhân sinh năm 1989 có thể kể đến là lạnh lẽo phim tam sinh tam thế thập lý đào hoa đã từng chờ đợi trong phim điện ảnh Trăng sáng bao giờ có, huyết như nặc phim phù giao hoàng hậu. Trương Bích Thần từng chia sẻ, Tôi cảm thấy không cần thiết phải vậy, thậm chí khi kết hôn cũng không cần phải nói. Vì hôn lễ trong mơ của tôi chỉ có hai người, chỉ cần tìm một thành phố nhỏ ở nước ngoài, một nơi rất xinh đẹp là được, không cần phải có người thân và bạn bè chứng kiến. Vì thế mà chuyện tình cảm của cô và Hoa Thần Vũ luôn được giấu kín. Nguồn tin tiết lộ Hoa Thần Vũ muốn công khai chuyện tình cảm và tin mừng có con nhưng Trương Bích Thần từ chối.